Alan Jones đã nhận thêm các cáo buộc liên quan đến nạn nhân thứ 9, khi người phát thanh viên kỳ cựu này đang chờ ngày ra tòa đầu tiên kể từ khi bị bắt. Trước đó, người đàn ông 83 tuổi bị cảnh sát bắt hôm thứ hai với 24 cáo buộc chống lại 8 nạn nhân bị cáo buộc. Những cáo buộc bao gồm 11 tội danh tấn công khiếm nhã, 11 tội danh tấn công có hành vi khiếm nhã, hai tội danh sờ mó người khác mà không có sự đồng thuận và hai tội danh tấn công thông thường. Các cáo buộc được cho là đã xảy ra trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2019. Luật sư của ông Jones, Chris Murphy, nói với các ký giả hôm thứ Hai rằng thân chủ của ông sẽ khẳng định sự vô tội của mình tại tòa. Ông nói, Ông ấy phủ nhận mọi hành vi sai trái, vấn đề này sẽ được bào chữa. Ông ấy được coi là vô tội. Ông Alan Jones vẫn giữ nguyên sự im lặng khi các phóng viên hết lời các câu hỏi vào người phát thanh viên kỳ cựu và ông được đi đi trên một chiếc xe đang đợi. Cảnh sát New South Wales cho biết, ông Jones có quen biết một số nạn nhân bị cáo buộc về mặt riêng tư lẫn công việc và người khiếu nại trẻ tuổi nhất chỉ mới 17 tuổi khi các hành vi bị cáo buộc xảy ra. Vào thứ ba, cảnh sát cho biết Alan Jones sẽ bị buộc tội thêm hai tội danh tấn công có hành vi khiếm nhã liên quan đến người thứ chín bị cáo buộc. Các cáo buộc được đưa ra sau khi các thám tử nhận được thêm tư vấn pháp lý theo các nhà điều tra cho biết, trợ lý ủy viên New South Wales Michael Fitzgerald nói rằng công việc điều tra của đội điều tra bắt đầu từ tháng 3 và hiện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều người ra mặt để cung cấp thông tin hơn. Vì vậy, Strike Force Bonifant sẽ tiếp tục và hiện tại họ đang nói chuyện với mọi người và sẽ tiếp tục việc đó." Ông John được tại ngoại có điều kiện để ra hầu tòa tại tòa án địa phương Downing Center vào ngày 18 tháng 12. Vậy Alan Jones là ai? Trong hàng chục năm, người phát thanh viên kỳ cựu Alan Jones được coi là tiếng nói lớn nhất trên sóng phát thanh Úc. Người dẫn chương trình với nhiều phát ngôn gây tranh cãi này đã thống trị sóng phát thanh Sydney trong hơn 35 năm, phỏng vấn 8 thủ tướng, hàng loạt các vị thủ hiến, đại biểu quốc hội và các nhân vật nổi tiếng Ông được biết đến nhiều nhất với chương trình phát thanh buổi sáng trên Đài Phát thanh 2GB của Sydney, một vị trí mà ông giữ cho đến tháng 5 năm 2020. Là một nhân vật gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều, thế nhưng Alan Jones đã chứng tỏ là một phát thanh viên vô cùng thành công khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng tỷ suất người nghe và biến chương trình phát thanh buổi sáng của mình trở thành một trong những chương trình có lượng người nghe cao nhất trên cả nước. Ông cũng từng huấn luyện đội tuyển rugby quốc gia từ năm 1984 đến năm 1988 đội tuyển này đã thắng 102 trận khiến ông trở thành huấn luyện viên rugby úc thành công nhất cho đến ngày nay trong những tháng gần đây các tờ báo Herald và Age đã đăng tải các cáo buộc từ một số thanh niên nói rằng họ đã bị Alan Jones tấn công một cách khiếm nhã trước đó ông Jones đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình nếu như quý vị hoặc ai mà quý vị biết bị ảnh hưởng bởi xâm hại tình dục xin hãy gọi đến đường dây 1800 Respect theo số 1800 737 732. Nhắn tin 0458 737 732 hoặc truy cập 1800respect.org.au. Trong trường hợp khẩn cấp xin hãy gọi 360.